Phương Thiên Vân chăm chú nhìn vào cuộc chiến Hai mắt của hắn càng lúc càng mở to Xét khí bừng bừng Lửa giận bốc lên Không nhịn được hừ lạnh một tiếng Thế ra hai người đang giao đấu Một người là lão già tóc bạc Mặc áo xám Người còn lại là một kẻ áo xanh Mặt chuột tai rơi Phương Thiên Vân vốn đã căm ghét những kẻ mặc áo xanh Bây giờ lại thấy hắn hung ác Ép lão già áo xám liên tục lùi về phía sau Không khỏi nổi sát tâm Đang định xuất hiện bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ như tờ vang vẳng bên tai. Thật là ngàn dặm xa xôi vẫn gặp, không ngờ Phương Thiên Vân người cũng đến đây. Tốt lắm, thật là rất tốt. Nhưng mà chuyện đêm nay khác với trước đây. Nếu người tùy tuyện ra tay thì không phải là chuyện đùa đâu. Lời còn chưa dứt lại là một chàng cười giòn tan. Tuy tiếng cười nhỏ như tờ nhưng lại êm tai như là tiếng chim hoàng anh hót. Phương Thiên Vân không khỏi giật mình hắn cảm thấy giọng nói này tiếng cười này rất là quen thuộc theo bản năng liếc nhìn cô nương họa bình một cái rồi tập trung nhìn về phía phát ra tiếng nói nhìn quanh hắn không khỏi sững sờ chết lặng tại chỗ thì ra phương thiên vân đã nhận ra giọng nói vừa rồi lờ của một cô gái nhưng trong tầm mắt của hắn ngoài cô nương họa bình ngay cả trong đám đông hai bên chiến trường cũng không có người con gái thứ hai người này rốt cuộc là ai Tuy hắn cảm thấy giọng nói rất là quen thuộc Nhưng nhất thời không khỏi hoang mang khó hiểu Đúng lúc này Giọng nói nhỏ nhẹ như tờ kia lại vang lên Đừng suy nghĩ lung tung nữa Cô nương bên cạnh người là ai vậy Lát nữa giới thiệu cho ta được không Phương Thiên Vân giận mình Cảm thấy giọng nói này theo gió bay đến Hắn không khỏi nhìn về phía trước Nhìn quanh Ngoài những tảng đá lởm chởm Chỉ có những ngọn núi chọc lốc không hề có bóng người đột nhiên trong đầu phương thiên vân hiện lên bóng dáng yêu kiều đứng ở trên tàng đá không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng nàng là ai phương thiên vân cảm thấy rất là kỳ lạ bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như tơ kia lại vang lên phương thiên vân cẩn thận đêm nay ở ngọc trụ phòng đã có không ít cao thủ nhớ kỹ nếu không thật sự cần thiết tốt nhất Đừng tùy tiện ra tay Lần này giọng nói vang lên từ khắp nơi Cho dù Phương Thiên Vân có tài mắt hơn người Cũng không thể nào phân biệt được Giọng này là từ ở đâu hay là của ai Lúc này cô nương họ bình Cũng đã phát hiện ra vẻ mặt nghi ngờ của hắn Thấy hắn nhìn quanh Biết là có nguyên nhân Không khỏi đưa mắt nhìn theo hướng Phương Thiên Vân đang nhìn Nhẹ giọng hỏi Người phát hiện ra gì sao Phương Thiên Vân sững người Bình tĩnh lại nói Vừa rồi có người nói chuyện với ta Cô nương họ bình thấy vẻ mặt hoang mang của hắn Không khỏi mỉm cười nói Là ai nói chuyện với người cơ Phương Thiên Vân nói Tao cũng không biết Nhưng mà nghe giọng nói lại rất là quen thuộc Cô nương họ bình nghe vậy Trong lòng hơi chấn động Thầm nghĩ Kỳ lạ Sao mình lại không hề nhận ra chẳng lẽ người đó có võ công cái thế hay sao tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thản nhiên nói người có thể nói cho ta biết người đó nói gì hay không phương thiên vân nói ờ, người đó nói ở ngọc trụ phòng này đã có không ít cao thủ ờ, còn bảo ta giới thiệu các người ấy. cô nương hòa bình nghe vậy giận mình tuy là không biết ý đồ của người nói là gì nhưng võ công của người này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cô nương họ bình đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nói. Giọng nói đó có phải là rất nhỏ, nghe như là có như không hay không? Phương Thiên Vân nói, ờ đúng vậy đấy. Cô nương họ bình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Thì ra đối phương dùng công lực đạo âm nhập hư để mà truyền âm. Nhưng mà trên đời này, người biết loại công phu này ờ không nhiều đâu. Phương Thiên Vân nghe nàng nói vậy, liền hỏi. Cô nương, có biết loại công phu này thuộc ở môn phái nào không? Cô nương Hòa Bình nhíu mày nói. Theo ta được biết, người của Tử Kim Cung ở Thiên Nam rất là tinh thông loại công phu này. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ xen vào chuyện võ lâm. Bây giờ lại xuất hiện ở Ngọc Trụ Phong này. E rằng có điều gì đó không ổn. Nàng nhìn quanh rồi đột nhiên im bặt. Phương Thiên Vân nói Xem ra ở Ngọc Trụ Phong này Đúng là đã có không ít cao thủ Cô nương Hòa bình liếc nhìn chiến trường nói Có thể nhân cơ hội này Xem thử võ công của bọn họ cũng tốt ờ, Nhưng mà đến giờ Cao thủ của hai bên Hình như là vẫn chưa xuất hiện Lời còn chưa dứt Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên Chỉ thấy lão già áo xám Bị kè áo xanh kia Ép đến mức liên tục lùi về phía sau đã theo tiếng quát dồn toàn lực phản công vừa ra tay đã tạo nên tiếng gió rít trong nháy mắt đã áp kẻ áo xanh kia lùi ra xa hai trượng kẻ áo xanh không khỏi nổi giận hắn kêu lên một tiếng thảm thiết thân hình như là ma quỷ lao tới năm ngón tay trái cong lại như là móc cầu chụp vào đỉnh đầu của đối phương tay phải vừa chém vừa điểm mang theo kình phong đánh thẳng vào tử huyệt hai chiều cùng lúc nhanh như chớp lão già áo xám còn chưa kịp thu tay về đã cảm thấy kinh phòng ập đến lão già áo xám đột nhiên xoay người sang trái trong lúc mà xoay người hai tay đẩy ra tạo thành hai luồng trường lực kỳ lạ đánh vào ngực kẻ áo xanh kẻ áo xanh thấy đối phương né tránh ra tay nhanh nhẹn mạnh mẽ vội vàng lùi bước thu trường lướt sang một bên mấy thước chỉ nghe thấy tiếng rít gió hai luồng trường lực mạnh mẽ đã lướt qua ngực hắn hắn vừa né được đã lập tức xông lên tay phải nhanh như chớp một chiều quỷ linh đột hiện đánh xuống đầu đối phương đồng thời tay trái vận kinh lực trước ngực nếu mà đối phương xoay người né tránh hắn sẽ lập tức thừa dịp đối phương không đề phòng mà ra tay tâm điệu của hắn thật sự là độc ác lão già áo xám thấy hắn lao tới không khỏi hừ lạnh một tiếng tay trái đánh ra một chiều nhất trụ kinh thiền Rơi tay đoán đỡ kẻ áo xanh gian xảo vô cùng. Hắn biết đối phương công lực thâm hậu, đương nhiên là không dám liều mạng. Ngay khi lão già áo xám vừa ra tay trái, thân hình của hắn liền lướt đi, tay phải đột nhiên đẩy ra chém xuống. Tay trái đang vận kinh lực trước ngực cũng đánh ra, ngón tay như kiếm, điểm vào huyệt mệnh môn và kinh mạch của đối phương. Lão già áo xám giật mình, tay trái không kịp thu hồi, thân hình lập tức xoay phải, lướt trái, lùi về phía sau, Tuy là hắn lùi rất nhanh, nhưng kẻ áo xanh tấn công còn nhanh hơn. Hắn vừa mới di chuyển, đã cảm thấy sau lưng có tiếng gió. Lão già áo xám giật mình, trong lúc nguy cấp, mũi chân điểm mạnh xuống đất, nhanh chóng xoay người. Hai trường vút một tiếng đánh ra. Trưởng vừa ra, thân hình của hắn cũng như tên bắn, vút một tiếng bay ngược ra sau. Nào ngờ ngay khi mà hắn đang lùi lại, chỉ nghe phẩm một tiếng, vai trái của hắn đã bị ngón tay sắc bén như là kiếm của đối phương cứa rách, lập tức xuất hiện một vết thương dài ba tấc, máu tươi chảy ra. Lão già áo xám không khỏi nổi sát tâm, hắn thét lên một tiếng chói tai, xoay người phản công, hai trường nhanh như chớp, tạo nên một luồng kinh lực mạnh mẽ. Trong cơn thịnh nộ, hắn dồn toàn lực tấn công, kinh phong gào thép như là sóng lớn, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, đánh vào hai tử huyệt là đỉnh đầu và ngực của đối phương kẻ áo xanh quát lớn một tiếng thân hình đột nhiên xoay chuyển hai tay giang rộng bay lên trời giữa không trung hắn đột nhiên ngập người mười ngón tay chém xuống tiếng gió vun vút vang lên lão già áo xám thấy đối phương gian xào tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu hắn hít sâu một hơi xoay cổ tay vùng trưởng nghênh chiến hắn biến chiêu ra tay cường nhanh kẻ áo xanh vừa mới tấn công hai luồng kình phòng đã ập đến kẻ áo xanh giận mình, thân hình đang lơ lửng trên không trung, vội vàng lộn người sang trái né tránh. Lão già áo xám sao có thể để hắn dễ dàng tránh thoát, không đợi cho hắn đứng vững, đã như hình với bóng đuổi theo. Tay trái đánh ra một chiều, thiên ngoại lại vần chém tới. Kẻ áo xanh không ngờ rằng thân pháp của đối phương lại nhanh như vậy. Bị tình thế ép buộc, hắn đành phải vùng trường, liều lĩnh đoán đỡ. ầm một tiếng nổ vang lên, kẻ áo xanh bịch bịch liên tiếp lùi lại năm sáu bước thân hình lào đảo suýt nữa ngã xuống hắn nhìn kỹ thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén không khỏi giận mình lại lùi thêm hai bước lão già áo xám đột nhiên quát lớn tên ma đầu tiếp lão phu thêm một trường nữa xem người theo tiếng quát lao tới như chớp dưới ánh trăng nhanh như là một làn khói nhẹ kẻ áo xanh đỡ một trường đã biết công lực của đối phương nếu mà không dùng độc chiều sẽ khó mà chiến thắng thấy đối phương lao tới hắn vội vàng lách người lùi về phía sau trong lúc lùi lại xương cốt toàn thân của hắn kêu răng rắc hai cánh tay gầy gò khẳng khiu bỗng nhiên phình to lão già áo xám trong lòng chấn động thế tấn công chậm lại đồng thời lực đạo của trường cũng đã giảm đi chỉ thấy đối phương xoay người tóc dài dựng đứng sắc mặt bỗng nhiên trở nên tím tái lão già áo xám biết đối phương đã vận độc công, không khỏi tức giận đến cực điểm. Hắn gầm lên một tiếng, vận nội lực hộ thân lao tới. Kẻ áo xanh thấy đối phương còn cách mình chưa đầy sáu thước. Đột nhiên hắn thét lên một tiếng chói tai, hai tay kỳ lạ vùng lên, nhanh như sấm sét bắn ra hai luồng khói độc màu đen. Khói độc vừa bắn ra, lập tức hóa thành làn sương mù tanh hồi. Thế như là di sơn đào hải ập đến thật sự là tàn độc đáng sợ. Phương Thiên Vân đứng bên cạnh, thấy kẻ áo xanh thi trần độc công, trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ. Nguy rồi, e rằng lão già áo xám sẽ bị trúng độc. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát, lão già áo xám, hai trường nhanh chóng vùng lên. Làn khói độc tanh hồi kia lập tức bị một luồng kinh phong cuốn lên không trung. Lão già áo xám vừa ra trường vừa lướt đi. Thân thể đột nhiên gập xuống, Người như là con tôm, nhanh như chớp lao tới. Trong cơn thịnh nộ, hắn thi triển thân pháp, cung thần bạo trường, không cho đối phương cơ hội thở dốc, vung trường tấn công. Kẻ áo xanh giật mình, không ngờ rằng đầu công của mình khổ luyện mười mấy năm, vẫn không thể làm cho hắn bị thương, trong lòng không khỏi sốt ruột. Ngay lúc mà hắn đang kinh hãi trường lực của áo già áo xám đã đánh tới. Kẻ áo xanh kinh hãi muốn né tránh cũng không kịp hắn vội vàng vùng hai trường liều mình chống đỡ chỉ nghe bốp một tiếng vàng lớn kẻ áo xanh cảm thấy ngực đau nhói tuệ ra một ngụm máu tươi loang choạng lùi lại một trượng ngã xuống đất lão già áo xám đã hận hắn đến tận xương tủy quát lớn một tiếng đuổi theo rồi tay lên đánh xuống đầu kẻ áo xanh phương thiên vân thấy lão già áo xám không những không bị trúng độc mà còn đánh cho kẻ áo xanh bị thương ngã xuống đất trong lòng không khỏi vui mừng, biết là kéo xanh khó mà thoát chết. Đúng lúc này, một tiếng cười thè thé vang lên. Tiếng cười chói tai giận người, khiến cho những người có mặt đầu kinh hãi. Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết xé toàn màn đêm. Theo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy máu tươi bắn ra, thân hình lão già áo xám đột nhiên bị đánh bay ra ngoài bốn trượng. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho những người có mặt đầu ồ lên kinh ngạc, không nhìn được mà nhìn sang. Nhìn quanh, mọi người lại giật mình. Thì ra bên cạnh kẻ áo xanh, có một bóng người áo xanh đang đứng. Người này đến quá nhanh, cho dù những người có mặt đều là cao thủ võ lâm cũng không ai nhìn rõ hắn ta đến bằng cách nào. Điều khiến cho người ta chấn động nhất là người đó lại là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 24-25 tuổi. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm kỳ lạ chuôi kiếm sáng lấp lánh giống như là được làm bằng vàng ròng dung mạo của hắn cũng rất là tuấn tú môi đỏ răng trắng phong độ oai hùng không giống như là kẻ tàn nhẫn nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại ẩn chứa sự độc ác hung dữ khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi phương thiên vân nấp sau tàng đá nhìn chằm chằm vào chàng trai áo xanh rồi quay sang nói với cô nương họ bình thật là một kẻ độc ác, có lẽ hắn còn chưa nói xong, đã thấy bình cô nương ra hiệu im lặng, đồng thời chỉ tay về một hướng. Phương Thiên Vân hơi sững người, đang định nhìn theo hướng bình cô nương chỉ. Bỗng nghe thấy một tiếng quát vang lên. Cùng với tiếng quát, một bóng người áo xám nhanh như chớp lao về phía thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh khinh thường liếc mắt nhìn, thân hình đột nhiên xoay chuyển, bay người né tránh thân pháp của hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Người áo xám vừa đánh hụt, hắn đã như là bóng ma bay ngược trở lại. Phương Thiên Vân thấy vậy, trong lòng chấn động, thầm nghĩ. Võ công của hắn thật sự là không tầm thường. E rằng người áo xám kia không phải là đối thủ của hắn. Chưa nghĩ xong, đã nghe người áo xám kia quát lớn. Tên phản đồ vô sỉ, còn không mau nạp mạng. Vừa quát, người áo xám hai tay như là chớp dơ lên, mười ngón tay cong lại như là móc cầu chụp vào ngực của thiếu niên áo xanh thiếu niên áo xanh sắc mặt hơi thay đổi nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh trở lại chỉ nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng cũng không thấy hắn làm gì người đã vút một tiếng bay lên trời giữa không trung thân hình của hắn xoay một vòng người áo xám vừa thu tay về hắn đã đáp xuống đất người áo xám thấy thân pháp của hắn kỳ lạ không khỏi chấn động trong lòng biết rằng sau khi hắn trộm bí kíp phản bội sư môn võ công của hắn đã tiến bộ không ít đêm nay dám công khai đối đầu với sư môn chắc chắn là có chỗ dựa hắn cố nén lửa giận quát lớn năm xưa cô luôn chúng ta đối xử với người không tệ đặc biệt là trưởng môn sư huỳnh đã dốc lòng dạy dỗ người không ngờ tên phản đồ đề tiện này không những không biết ơn sư môn mà còn cấu kết với kẻ thù trộm nhất nguyên bí chuyện bảo vật chấn phái của chúng ta. Bây giờ lại công khai đối đầu với sư môn, đánh sư huynh. Bằng hữu hạo thủ tôn giả bị thương nặng. Bây giờ, ngươi hãy nói rõ một chuyện. Nếu không đừng hòng mà sống sót rời khỏi nơi đây. Hắn càng nói càng giận. Nói xong, mặt mày đã tái mét. Thiếu niên áo xanh cười khầy, khinh thường nói. <laughs> ngươi đừng có mà nôn nóng, mắng chửi người khác. Ngươi cho rằng là 6 năm trước, Ta gia nhập côn luôn các người Là chỉ vì muốn học chút võ công Còn con đó của người hay sao <laughs> Người cũng quá kiêu ngạo rồi đấy Người áo xám nghe vậy Nổi giận quát lớn Tên phản đồ vô sỉ Dám nói nặng hỗn xược. Vừa quát Thân hình của hắn đột nhiên lướt về phía trước Rồi tay lên đánh ra một trường Phải biết rằng Người áo xám này chính là hoàng phủ cư sĩ Trong côn luân ngũ lão Võ công đã đạt đến cảnh giới cao siêu Trước mặt mọi người, sao có thể chịu đựng lời nói của thiếu niên áo xanh? Trong cơn tức giận, hắn đã dùng 10 phần công lực đánh ra một trường. Trường này mạnh mẽ vô song uy lực cực lớn như là sóng thần ập đến. Thiếu niên áo xanh cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên xoay truyền, tránh được một trường của hoàng phủ cư sĩ, lạnh lùng nói. Nếu người muốn so tài võ công, là mẫu này sẽ tự nhiên phụng bồi đừng tưởng rằng chút danh tiếng của cô lôn ngũ lão các người có thể dọa được ta là phương lâm nói xong trong mắt của hắn lại lóe lên tia sáng tàn độc hắn nói tiếp nói cho người biết năm trăm năm trước nhân nguyên bí chuyện là bí kíp gia truyền của la gia chúng ta lúc đó bị đám người cô lôn các người cướp mất coi là bảo vật chấn phái sáu năm trước ta la vạn lâm gia nhập côn luân học nghệ 5 năm năm Chính là vì muốn lấy lại bí kíp, bây giờ ta đã nói rõ ràng đúng sai phải trái, cũng để cho người trong võ lâm biết. Những lời này của hắn không chỉ khiến cho hoàng phủ cư sĩ sững sờ, mà ngay cả những cao thủ do côn luân phái mời đến cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng hai lão ma đầu đang ẩn nấp lại mừng thầm, trong lòng vô cùng khen ngợi sự thông minh gan dạ hơn người của La Vạn Lâm. Lúc này Bình Cô Nương và Phương Thiên Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng Côn cô Lôn Phái đường đường là chính chính lại làm ra chuyện đáng xấu xa như vậy. Đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên. Tiếng cười tràn ngập sự căm phẫn khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng. Tiếng cười im bặt. Một giọng nói vang dội hung hồn vang lên. <laughs> Thật là một cái miệng sắc bén. Dám đứng trước mọi người nói năng bậy bạ. Ta hỏi người Ngươi làm sao chứng minh nhất nguyên bí chuyện là bí kíp gia truyền của la già các người. Lời còn chưa dứt, người đã đến. Một lão già mặt đỏ, tóc bạc, râu bạc, tuổi đã ngoài trầm, như là một áng mây lành đáp xuống bên cạnh hoàng phủ cư sĩ. Hoàng phủ cư sĩ thấy lão già đến, lập tức cung kính gọi sự thúc, rồi lùi lại phía sau lão già. La Vạn Lâm vừa nhìn thấy người đến, trong lòng chấn động, vội vàng lùi lại mấy bước. Hắn biết người này là cao thủ còn sót lại của côn luân phái, Hàn Thiên Thần Chỉ. Không chỉ võ công cao siêu, mà kiến thức, trí tuệ cũng là độc nhất vô nhị. Lời nói dối mà mình vừa biện ra, không ngờ lại bị ông ta vạch trần. Nhất thời, hắn không khỏi sững người. Nhưng mà hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ hơi sững người một chút, rồi lạnh lùng nói. Người đừng có ý nại là mại lão, dùng lời nói để mà ép người. Ta tuy là còn trẻ, kiến thức nồng cạn, nhưng mà trước tình xin được lĩnh giáo. Người làm sao chứng minh nhất nguyên bí chuyện là bảo vật chấn phái của quân luân. Lời nói của hắn lạnh lùng như gió rét, thần thái cũng vô cùng cao ngạo. Vậy mà lại không coi vị cao thủ quân luân này ra gì. Hàn thiên thần chỉ hai mắt lóe sáng, hư lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói. Ta sống đến ngần này tuổi, chưa từng thấy đứa trẻ nào láo cá, gian xảo, vô sỉ như là người. Ông ta còn chưa nói xong, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Hoàng phủ cư sĩ thấy sư thúc tức giận đến mức biến sắc, không nhịn được quát lên. Tên phản đồ hèn hạ, dám vô lễ như vậy, còn không mau nằm xuống cho ta. Người theo tiếng quát, lao đến trước mặt là Vân Lâm, giơ tay lên, đánh ra một trường, La Vạn Lâm hừ lạnh một tiếng, lách người né tránh. Vốn dĩ, hắn muốn ra tay ngay lập tức, cho Hoàng Phủ cử sĩ một bài học. Nhưng mà hắn lại sợ Hàn Thiên Thần chỉ đột nhiên ra tay. Nên trong lúc né tránh, hắn khinh thường quát tháo. Hoàng Phủ lão giả, ngươi đừng tưởng rằng côn lôn phái người đồng thế mạnh, ta sẽ sợ người. Nếu mà người còn không biết điều, cứ tiếp tục ép ta, thì đừng trách là mỗi này ra tay độc ác. Hoàng phủ cư sĩ tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, đang định vùng trường lần nữa, bỗng nghe thấy Hàn Thiên thần chỉ quát lên. Khoan đã! Hắn vội vàng thu tay lại, lùi sang một bên, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào la vạn lâm. Lúc này, Phương Thiên Vân và Bình Cô Nương đã biết, nhất nguyên bí chuyện là vấn đề lớn nhất của cuộc chiến võ lâm này. Cũng nhận ra, La Vạn Lâm là kẻ gian xào, nhưng thấy Hàn Thiên thần chỉ ngăn Hoàng Phủ cư sĩ lại, không khỏi nghi ngờ. Không hiểu tại sao vị cao thủ cô luân này lại không nhân cơ hội này trừ khử La Vạn Lâm. Bỗng nghe thấy Hàn Thiên thần chỉ cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, tuy người cố tình nói năng lắt léo, nhưng Lão Phu không muốn hành động lỗ mãng. Người biết rõ, trên bí kíp có ghi lại tên tuổi của các đời trưởng môn của bổn phái cần gì phải nói lời giận người bây giờ không cần phải nói nhiều nữa người có dám giao bí kíp giả để người trong võ lâm xem thử xem nhất nguyên bí chuyện rốt cuộc là bảo vật gia truyền của la gia các người hay là bảo vật của bổn phái hay không la vạn lâm hừ lạnh một tiếng trong võ lâm tuy là không thiếu người chính nghĩa nhưng lúc này la mỗ không tiện giao bí kíp ra tuy nói vậy nhưng trong lòng của hắn thầm nghĩ lão già này vậy mà lại muốn ta giao bí kíp ra ừ <laughs> đúng lúc này một tiếng cười lạnh the thé đột nhiên vang lên tiếng cười từ xa đến gần như quỷ khóc sói trù giận người tiếng cười chưa dứt đột nhiên lại vang lên một thanh nói âm trầm hàn thiên lão già <laughs> cần gì phải quan tâm đến nhất nguyên bí chuyện vô dụng như vậy cùng với tiếng nói chỉ thấy hai bóng người nhanh như ngựa trời bay đến. Hai người tướng mạo khác nhau, người bên trái dáng người nhỏ nhắn như là phụ nữ, khác biệt là trên mép hắn có một chòm dầu màu vàng, khiến cho người ta trông rất là buồn cười. Người này chính là Âm Dương lão quái, tâm ngoan thủ lạt. Người bên cạnh hắn cao hơn 8 thước, mặc áo xanh dài đến đầu gối, tướng mạo càng thêm quái dị, đầu nhọn và dài, sống mũi cao hơn cả miệng, hai mắt to như là chuông đồng, ánh sáng xanh lấp lánh, giống như là yêu quái dữ tận, đáng sợ. Người này chính là Minh Nguyệt Thần Quân, kẻ gian xào quỷ quyệt. La Vạn Lâm vừa nhìn thấy sư phụ của mình đến, liền gọi, sư phụ. Hắn kiêu ngạo liếc nhìn Hoàng Phủ cư sĩ một cái, rồi chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt Thần Quân. Hai người vừa xuất hiện, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trường môn quân luân linh hư đạo trường bước những bước như là mây bay đến gần linh hư đạo trường vừa xuất hiện tình hình lập tức trở nên căng thẳng hai bên đầu cảnh giác kiếm nọ tường trường đại chiến sắp sửa nổ ra minh nguyệt thần quân liếc nhìn linh hư đạo trường trầm giọng nói lão già sáu mươi năm trước người ỷ động hiếp yếu làm bị thương bốn năm đệ tử của ta món nợ máu này đêm này ta sẽ bắt người phải trả. Nói xong, hắn bước nhanh về phía linh hư đạo trường. Thì ra 6 năm trước, vì một quả tuyết liên tử, linh hư đạo trường đã dùng thất tuyệt trường đánh bị thương 5 người của Minh Nguyệt Môn. Lúc đó nếu không phải là Minh Nguyệt Thần Quân chạy đến kịp thời, e rằng cũng đã bị linh hư đạo trường đánh bị thương. Cũng chính vì vậy, Minh Nguyệt Thần Quân mới ôm hận trong lòng, phái đồ đệ là vạn lầm đến quần luân, học lén tuyệt kỹ thất tuyệt trưởng pháp của quân Luân. Nhưng thất tuyệt trường pháp là tuyệt kỹ của quân Luân, trừ khi là người kế thượng chức trưởng môn, nếu không sẽ không thể nào học được. Vì vậy là vạn lầm ở quân Luân 4 năm vẫn không đạt được mục đích. Nhưng hắn cũng không uổng công. Hắn đã âm thầm biết được thất tuyệt trường pháp được ghi trong nhất nguyên bí truyện. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Minh Nguyệt Thần Quân, hắn đã phối hợp với người ngoài, trộm bí kíp từ tàng kinh các của ngũ âm quan. Qua hơn một năm, Minh Nguyệt Thần Quân đã nắm được toàn bộ tuyệt học trong bí kíp. Vì vậy, trước tháng 10, hắn đã phát thiệp mời, mời mười mấy lão ma đầu đường trường, biến đỉnh ngọc trụ này thành một cạm bẫy, cố tình mời Linh Hư Đạo Trường đến ngọc trụ phòng để quyết chiến. Lúc đầu Linh Hư Đạo Trường không ngờ rằng Minh Nguyệt Thần Quân lại sai là vạn lầm đi trộm bí kíp. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Ông ta không khỏi tức giận đến cực điểm Thấy đối phương hung dữ lao tới Ông ta hừ lạnh một tiếng Nghiêm nghị nói Nói hay lắm Cho dù Minh Nguyệt yêu nghiệt người Không tìm ta Bần đạo cũng sẽ tìm người Để mà làm cho ra nhẽ Vừa nói Ông ta vẫn bước những bước như là mây Tiến về phía trước Minh Nguyệt thần quân đột nhiên cười lớn nói Đêm nay Chỉ có ta hoặc là người Lão già Ngươi đừng quá đắc ý Lời còn chưa dứt Bàn tay to như là cái nìa của hắn Đột nhiên rắc rắc kêu lên Lời còn chưa dứt Bàn tay to đó đã chuyển sang màu tím đen Linh hư đạo trường trong lòng hơi chấn động Thầm nghĩ Thảo nào tên mà đầu này lại dám công khai khiêu chiến Thì ra hắn đã luyện thành hàn độc trường Thất truyền nhiều năm Bỗng nghe thấy một tiếng quát lên Lão giả Con không mau nằm mạng theo tiếng quát minh nguyệt thần quân vung tay năm ngón tay cong lại như là móc cầu chụp vào ngực của linh hư đạo trường hắn ra tay mạnh mẽ kinh người trường còn chưa tới tiếng gió vù vù đã ập đến linh hư đạo trường hư lạnh một tiếng thân hình như là trong chóng xoay chuyển đã lướt sang bên phải minh nguyệt thần quân tay trái vùng lên đánh vào eo của đối phương minh nguyệt thần quân đánh hụt thân hình linh hoạt xoay chuyển thu tay lại vút một tiếng quét ngang qua. Linh hư đạo trưởng thấy hắn xoay người một cách kỳ lạ, biết rằng công lực của đối phương 6 năm qua đã tiến bộ không ít, liền di chuyển, thu trường, lùi lại mấy bước. Minh Nguyệt Thần Quân là kẻ lão luyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thầy hắn vừa động, liền cười khẩy một tiếng, hai trưởng nhanh như chớp, xẹp, 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 liên tiếp tấn công ba trường. Ba trường này hắn đã vận dụng hàn độc công lực đánh vào hàn khí bức người vô cùng mạnh mẽ như là sóng thần ập đến linh hư đạo trưởng thân hình nhanh chóng xoay chuyển người như là lá rụng thuyền trôi theo dòng nước lộn người trên không trung tránh được ba chiều tấn công của minh nguyệt thần quân hắn vừa né được đã lập tức xông tới vùng trường hai trường xoay chuyển như là lớp lớp lưới kinh lực cuồn cuộn tuy thân hình to lớn nhưng minh nguyệt thần quân lại nhanh nhẹn như chớp linh hy đào trưởng vừa mới ra trường hắn đã như là dòng bay lên trời thân hình đang lơ lửng trên không trung vươn ra hai tay giang rộng mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao xuống hắn hận không thể giết chết linh hư đào trưởng ngay lập tức nên là trong lúc tấn công tay phải của hắn đột nhiên tung ra một chiều ngũ nhạc áp thiền bàn tay to như là lưỡi kiếm sắc bén đánh xuống đầu của linh hư đạo trường linh hư đạo trưởng thấy hắn ép người quá đáng không khỏi lửa giận bốc lên cười lạnh một tiếng thân hình kỳ lạ lướt đi đột nhiên lách sang bên năm thước tay phải đánh ra một chiều kim châm định hải, năm ngón tay bắn ra năm luồng kình phong vù vù xông tới chiều kim châm định hải này là một chiêu thức vừa thực vừa hư khi mà còn cách khí hải đan điền của đối phương chưa đầy một thước tay trái của hắn khẽ động những luồng kình phong vừa bắn ra đột nhiên hóa thành trường lực như là sóng lớn ập vào kinh mạch của Minh Nguyệt Thần Quân. Minh Nguyệt Thần Quân giật mình, tay phải còn chưa kịp thu hồi, tay trái đã vùng ra đỡ đòn. Đồng thời thân hình quán lơ lửng trên không trung, xoay người lùi lại. Bốp một tiếng vàng lớn, Minh Nguyệt Thần Quân bị đánh bật lộn người một vòng trên không, rồi mới giang tay rơi xuống đất. Chuyện này khiến hắn tức giận đến mức nhảy dựng lên, sát khí bừng bừng. Hắn hét lên một tiếng chói tai người theo tiếng thét lao vút lên trong lúc lao tới hai trường của hắn đánh ra hai luồng trường lực lạnh như băng mang theo sức mạnh vô địch tấn công tới tấp linh hư đào trường vốn định chọc giận hắn nhân cơ hội ra tay bây giờ thấy hắn tấn công không khỏi quát lạnh một tiếng hai trường lật úp đánh trả tuy đang tức giận nhưng minh nguyệt thần quân biết đối phương là người có võ công cao cường thấy hắn vùng hai trường dường như không tốn chút sức lực nào, biết là hắn sắp ra tay, không khỏi thầm mắng lão già độc ác. Hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào hai trường cô đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Linh hư đào trường vừa đánh hai trường ra liền thu hồi, thân hình như là gió cuốn, thoát cái đã lướt đến bên cạnh Minh Nhạc Thần Quân, tung ra chiêu Giang Hà vận chuyển. Hai trường đồng thời quét ra hai luồng trường lực mạnh mẽ, đánh thẳng vào hai huyệt đạo thiên đỉnh và mệnh môn của đối phương. Minh nhạc thần quân kêu quái dị một tiếng, thân hình nhanh chóng xoay chuyển. Võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Trong lúc mà xoay người, bàn tay to như cái quạt đã nhanh như chớp đánh ra. Linh hư đạo trưởng không ngờ hắn lại phản ứng nhanh như vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ nghe thấy âm ầm hai tiếng nổ vang trời. Hai luồng kinh lực cực lớn tạo thành hai cơn lốc xoáy đá vụn bay mù mịt. Hai người thân hình lắc lư, loang choang lùi lại 7 8 bước mới đứng vững. Sau khi giao đấu một chiều, cả hai đều cảm thấy khí huyết dâng trào, sắc mặt thay đổi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người kinh ngạc nhất chính là Linh Hư Đạo Trường Hắn không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy, trường lực đánh ra lại mạnh mẽ đến thế. Nếu mà đánh trực diện, e rằng hắn đã bị bẽ mặt rồi. Minh Nhạc Thần Quân sau khi giao đấu một trường, cảm thấy công lực của đối phương cũng không hơn mình bao nhiêu, không khỏi đắc ý. Hắn cười thè thẻ rồi lao đến tấn công. Lần này hắn ra tay không chỉ là dốc toàn lực mà còn thi triển hàn độc câu hồn trường. Những bàn tay to lớn như núi mang theo trường lực mạnh mẽ như là sóng lớn liên tiếp ập tới. Tuy cảm thấy công lực của đối phương sau 6 năm đã có tiến bộ không ít, nhưng linh hư đạo trường không hề sợ hãi hắn cười lạnh thi chuyển tuyệt kỹ của côn luân thân hình như rắn xoay chuyển né tránh hai trường cũng nhanh chóng vùng lên vừa thấy chiều đã đỡ vừa thấy thức đã hóa giải giành lấy tiền cờ, dốc toàn lực chiến đấu trong nháy mắt thân ảnh hai người đã đan xen vào nhau khiến người ta hoa mắt khó phân biệt địch ta âm dương lão quái thấy hai người đánh nhau khó phân thắng bại bỗng nhiên lên tiếng nói giọng thẹt hé nói với hàn thiên thần trì nghe nói tuyệt kỹ cô luân tự xưng là thiên hạ vô song lão giả, ở chúng ta cũng có vui một chút nhá hàn thiên thần chỉ nghe thấy giọng nói chói tai của đối phương trong lòng khẽ động thấy hắn ta nhắm mắt vẻ mặt khinh thường nhìn mình không khỏi nhớ đến một người liền cười nói <cười> các hạ chắc hẳn là âm dương lão quái khiến người trong giang hồ nghe danh đã sợ mất mặt âm dương lão quái cười lạnh đôi môi mỏng như là tờ giấy mấp máy. Ồ, chút danh tiếng nhỏ nhoi, không đáng để ngạc nhiên. Xem ra người chính là Hàn Thiên Thần Chỉ, nổi danh với tài nghệ. Hàn Thiên Thần Chỉ cười lạnh. Không dám, không dám. Nếu các hạ đó muốn chỉ giáo, lão Phu xin phụng bội. Âm dương lão quái lại cười. Thốt, tốt lắm. Lão Phu sẽ dùng hai bàn tay trần để mà lãnh giáo cao chiều vừa nói thân hình của hắn ta đã như bóng ma lao đến giơ tay đánh ra một trường vừa bổ vừa điểm đánh thẳng vào ngực của hàn thiên thần chỉ chiều này thoạt nhìn có vẻ như là không có chút lực đạo nào nhưng khi trường lực đánh ra kinh lực liền cuồn cuộn như là nước sông hơn nữa uy lực rất lớn bao phủ vạn vi năm thước xung quanh nếu không biết sự lợi hại liều lĩnh đỡ đòn cho dù có nội lực thâm hậu cũng sẽ bị thương thật sự là vừa độc ác vừa hung hãn nếu là người khác, có lẽ là không biết hắn ra tay tàn độc như vậy. Nhưng Hàn Thiên Thần chỉ là nhân vật nào chứ? Đã sớm đề phòng hắn ta rồi. Tuy thấy đối phương như là bóng ma lao đến trước mặt, nhưng mà vẫn thảm nhiên cười. Lãnh giáo hai chiều thì không dám. Các hạ quá lời rồi. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động. Ngay khi trường lực sắp sửa đánh trúng ngực, hắn đã nhanh chóng né tránh. Hắn né tránh nhưng không ra tay, vẫn mỉm cười nhìn âm dương lão quái nhưng mà trong lòng lại tính toán cách giết chết hắn ta tuy chỉ mới ra tay một chiều nhưng âm dương lão quái đã biết võ công của đối phương quả nhiên là danh bất hư truyền hắn không dám khinh địch nữa cười lạnh lại lao đến tấn công hai trường của hắn ta vung lên thân hình cũng xoay chuyển như chớp giật người như bóng mà nhưng khi ra tay lại không hề có tiếng động Hàn Thiên thần chỉ thấy chiêu thức kỳ lạ của đối phương, biết võ công của hắn ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu mà không dùng chiêu thức kỳ lạ để mà chiến thắng, e rằng khó mà thắng được. Hắn liền xoay người né tránh hai trường nghênh chiến. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu bốn chiều. Mỗi người bị đẩy lùi ba thước, ai cũng chưa chiếm được chút lợi thế nào. Âm dương lão quái cười thẹt hẽ. Hàn Thiên lão nhì, <laughs> Ngươi có dám đỡ một trường của ta xem không? Hắn đột nhiên vỗ hai trường, tạo ra một luồng trường phong mạnh mẽ vô cùng. Hàn Thiên thần chỉ cười lớn. Nếu các hạ đã có nhã ý, lão phù xin tuân mệnh. Hai trường của hắn vùng lên, tạo ra hai luồng kinh lực nghênh chiến. Nào ngờ hắn vừa ra tay, âm dương lão quái đã lướt đến bên cạnh hắn nhanh như chớp. Mười ngón tay đột nhiên nắm chặt, vút một tiếng 10 luồng kình phong theo trường lực đánh vào ba đường trên, giữa, dưới của Hàn Thiên Thần Chỉ. Hàn Thiên Thần Chỉ hư lạnh một tiếng, thầm kêu độc ác. Thân hình của hắn theo trường lực đánh ra, nhanh như làn khói, vút một tiếng bay người né tránh. Tuy là hắn né tránh nhanh, nhưng âm dương lão quái lại tấn công còn nhanh hơn. Chưa đợi hắn đứng vững vàng, đã bám giết theo sau. Lúc này, La Vạn Lâm không khỏi cười nhàm hiểm, thầm nghĩ trận chiến đêm nay quân luân chắc chắn là sẽ thảm bại hắn liền lướt mắt nhìn vào hoàng phủ cư sĩ hoàng phủ cư sĩ thấy sư thúc bị tấn công sau lưng không khỏi giật mình thầm kêu không ổn đúng lúc này hàn thiên thần chỉ bỗng nhiên cười lạnh cúi người xuống mũi chân xoay chuyển tay phải vùng lên đánh ra một trường chỉ nghe vèo một tiếng thân hình của hàn thiên thần chỉ loang choang lùi lại âm dương lão quái thấy cơ hội đã đến cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lao tới, vù vù, dốc toàn lực đánh ra hai trường, đồng thời thầm nghĩ. Cho dù người, hàn thiên thần chỉ có võ công cái thế, e rằng cũng khó tránh khỏi đòn tấn công này của ta. Thế tấn công của hắn cực nhanh, hàn thiên thần chỉ chỉ mới lùi lại được bốn bước, trường lực mạnh mẽ của hắn đã ập tới. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả linh hư đạo trưởng đang tập trung tinh thần đối phó với minh nhạc thần quân cũng không khỏi biến sắc trong lòng chấn động trong nháy mắt ngay khi trường lực của âm dương lão quái sắp sửa đánh trúng ngực và đầu của hàn thiên thần chỉ bỗng nhiên thân hình đang lảo đảo của hàn thiên thần chỉ kỳ lạ nghiêng sang trái chân trái vận lực cả người của hắn như là một tia chớp nhanh chóng lướt đến bên cạnh âm dương lão quái hai ngón tay trò của hai ngón tay nhanh như chớp thi triển đoạn nguyên thần chỉ công nổi danh giang hồ, vận chỉ như kiếm, điểm vào hai huyệt đạo, khí hải và đan điền của đối phương. Tuy âm dương lão quái mưu mô xảo quyệt, nhưng không ngờ Hàn Thiên thần chỉ lại có chiêu này, không khỏi giận mình kinh hái. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng thân hình của hắn vẫn nhanh chóng xoay chuyển, như bóng mà thu trường lùi lại. Hàn Thiên thần chỉ vừa rồi giả vào loàng choạng lùi lại để dụ dẫn địch, Tự nhiên là không bỏ qua cơ hội tốt này Hắn quát lớn một tiếng Hai trường đột nhiên lật ngược Kinh phong như kiếm Phát ra tiếng vù vù chói tai Bám giết theo sau nhanh như chớp Chỉ phong lướt tới Chỉ nghe thấy tiếng kêu quái dị The thé Máu tươi bắn ra tung tóe Trên lưng của âm dương lão quái Da thịt nứt toạc Xuất hiện một vết thương sâu hai tấc Âm dương lão quái quả nhiên là kẻ độc ác Tuy bị thương Hắn vẫn lao đến phản công chỉ nghe thấy hắn cười thè thẻ, hai trường vùng lên, tạo ra những luồng kinh lực mạnh mẽ như là núi lở, tấn công vào các yếu huyệt trên người của Hàn Thiên Thần Chỉ. Hàn Thiên Thần Chỉ cười lạnh, <cười> tên ma đầu, dám liều mạng. Vừa nói, hai trường của hắn tạo thành một luồng kinh lực mạnh mẽ, bảo vệ bản thân. Âm dương lão quái sát khí đã nổi lên, trường lực bị đối phương chặn lại, hắn liền biến chiều, vừa bổ vừa vùng, liên tiếp tấn công, hắn như người mất trí, trưởng lực cuồn cuộn, chiêu thức nhanh như chớp. Cho dù Hàn Thiên Thần chỉ có võ công cao cường, nhất thời cũng không làm gì được hắn. La Vạn Lâm thấy âm dương lão quái bị thương, không khỏi tức giận. Hắn liếc nhìn Hoàng Phủ cư sĩ, ngạo mạn nói. Hoàng Phủ lão nhỉ, vừa rồi người chỉ giỏi khoác lác mật thôi. Ta không tin người có thể đỡ được 10 chiều của ta. Hoàng Phủ cư sĩ tức giận quát lên. Hừ, khẩu khí lớn lắm, Trước tiền đỡ một trường của ta xem. Vừa dứt lời, trường lực đã ập đến, tiếng gió gào thét mạnh mẽ như là sóng đánh xuống. la vạn Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đỡ một trường của người thì có gì mà ghê gớm? Tay phải của hắn đánh ra chiều hoành đoạn kim lương, quả nhiên là đỡ được trường này. Chỉ nghe âm một tiếng nổ lớn, hai người thân hình khẽ dùng vẫn đứng vững, ai cũng không chiếm được một chút lợi thế nào. Sau khi đỡ được một trường, La Vạn Lâm đột nhiên lao đến quát. Hoàng Phủ Lão nhỉ người cũng thử đỡ một chiều của ta xem. Hai trường của hắn nhanh như chớp, một trường đánh vào ngực của đối phương, một trường chụp vào vai phải của Hoàng Phủ Cư Sĩ. Chiều thức kỳ lạ mạnh mẽ, thật sự là vừa quái dị vừa nhanh nhẹn, khiến cho người ta kinh hái. Tuy hận La Vạn Lâm đến thấu xương, nhưng Hoàng Phủ Cư Sĩ biết, võ công của hắn ta không hề kém cạnh mình, liền bước chân di chuyển né tránh. Sau khi né tránh, hắn lập tức phản công. Hai trưởng vung lên, tạo ra hai luồng kinh phong mạnh mẽ. La Vạn Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay giang rộng, đột nhiên bay lên không trung, thân hình vươn dài như là chim mừng lao xuống vồ mồi, móng vuốt xòe ra tấn công. Hoàng phủ cư sĩ quát lớn một tiếng, hai trưởng vung lên, hai luồng trường lực mạnh mẽ như là núi lở ập tới, nào ngờ hắn vừa ra tay, lao vạn lầm đang lao xuống, bỗng nhiên lộn người. Vút một tiếng lăn xuống, đồng thời hai trưởng kỳ lạ vươn ra. Một làn mưa ánh sáng bạc mỏng như là tơ bắn ra. Hoàng phù cư sĩ giận mình, trong lúc nguy cấp, thân hình của hắn nhanh chóng hạ thấp. Mũi chân xoay chuyển, nhanh như chớp lùi lại. Phập, phập, phập. Một loạt tiếng động nhỏ vang lên, mười mấy cây kim bạc nhỏ như là sợi tóc bắn vào quần áo hắn. May mà trong lúc giao đấu, hắn đã vận khí hộ thần. Nếu không, cho dù hoàng phủ cư sĩ có võ công cao cường, cũng sẽ bị thường dưới những cây kim bạc của La Vạn Lâm. Lúc này Phương Thiên Vân đang nấp ở sau tàng đá, đã chuyển ánh mắt sắc bén sang La Vạn Lâm. Thấy hắn ta dùng ám khí đánh lén, không khỏi mắt lóe hung quang, thầm nghĩ. Tên này thật là độc ác, không biết những cao thủ của côn lôn phái mời đến đâu rồi, sao lại không ra tay giúp đỡ hoàng phủ lão tiền bối đang suy nghĩ hắn thấy hoàng phủ cư sĩ đang lùi lại bỗng nhiên nhảy dựng lên quát lớn giang tay tấn công trở lại thế tấn công của hoàng phủ cư sĩ rất là mạnh mẽ mười ngón tay xè ra như là móc cầu phát ra những luồng kình phong vù vù khiến người ta kinh hãi đánh thẳng vào đầu của la vạn lâm la vạn lâm tưởng rằng hoàng phủ cư sĩ chắc chắn là sẽ bị thương dưới những cây kim bạc của mình không ngờ những cây kim bạc chưa bao giờ thất bại kia Lai không làm gì được hắn. Thấy đối phương lao đến với tốc độ cực nhanh, hắn không khỏi giận mình, bước chân lướt đi, vút một tiếng né tránh. Hoàng phủ cư sĩ không khỏi tức giận, đánh hụt một chiều, hắn lại tấn công, hai tay vung lên như là bánh xe, trường lực mạnh mẽ như sóng lớn, cuồn cuộn ập tới. La vạn lầm xảo quyệt, ngay khi mà hoàng phủ cư sĩ vừa ra tay, hắn đã hề hề cười lạnh hai tiếng. Thân hình kỳ lạ xoay chuyển, né sang trái. Sau khi né tránh được trường lực của Hoàng Phủ Cư Sĩ, hắn khinh thường hư lạnh một tiếng nói. Hoàng Phủ Lão nhỉ tuy là người né được đoạt mệnh ngân châm của ta, nhưng mà không thoát khỏi bằng phách hàn độc trưởng đâu. Vừa nói, hai tay của hắn bỗng nhiên răng rác rung lên, hai bàn tay bỗng nhiên to gấp đôi, chuyển sang màu tím đen. Hoàng Phủ Cư Sĩ biết hàn độc trưởng của Minh Nhạc Môn vô cùng lợi hại thấy hai tay của La Vạn Lâm đột nhiên to gấp đôi, không khỏi giận mình. Nhưng mà hắn biết võ công của mình đã đạt đến cảnh giới cao thâm, cho dù đối phương có độc công cái thế cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Ngay lúc này, La Vạn Lâm thân hình lóe lên như là ma quỷ lao đến tấn công. Hoàng phủ cư sĩ biết hắn ta xảo quyệt, thấy hắn ta vùng hai trường liền dồn mệt thành công lực lách người né tránh. La Vạn Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình đang di chuyển bỗng nhiên xoay chuyển hai trường nhanh như chớp chỉ nghe tiếng gió gào thét hắn đột nhiên đánh ra một luồng kinh lực hai luồng trường lực mạnh mẽ này như là sóng lạnh thổi đến mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đánh thẳng vào đầu và ngực của hoàng phủ cư sĩ hoàng phủ cư sĩ đã sớm quyết tâm so tài nội lực đối phương vừa ra tay hắn liền lật hai trường tạo ra hai luồng kinh phong mạnh mẽ chỉ nghe âm một tiếng nổ vang trời hai người loang trạng lùi lại năm sáu bước, công lực ngang ngửa, khó phần thắng bại. La và Lâm khinh bỉ phi một tiếng, ngạo mạn nói: "Côn luôn ngũ lão cũng chỉ có vậy, lại đốt thêm một trường của ta xem." Vừa nói, hắn ta vừa lao đến tấn công, luồng hàn khí mạnh mẽ như là bánh xe quay gào thét ập đến. Hoàng phủ cư sĩ vốn tưởng rằng nội lực của mình thâm hậu hơn đối phương, nào ngờ sau khi giao đấu hắn không hề chiếm được chút lợi thế nào, không khỏi kinh hái. Thấy đối phương lại tấn công, trường lực dường như là còn mạnh hơn lúc nãy. Hắn không dám liều lĩnh đỡ đòn nào, vội vàng xoay người né tránh. Sau khi né tránh, hắn liền xoay người, vận trường, thi triển tuyệt kỹ quân luân, dù lòng thập bát trường, tạo ra vô số bóng trường, bao vây đối phương. Tuy dù lòng thập bát trường chỉ có 18 chiều, nhưng trường lực liên miên bất tận, như nước sông cuồn cuộn, lớp lớp trùng điệp, mạnh mẽ vô song. Tuy là vạn lầm muốn giết chết hoàng phủ cư sĩ, nhưng nhất thời cũng không làm gì được. Tuy chỉ trong nháy mắt, hàn thiên thần chỉ và âm dương lão quái đã từ thế tấn công dồn dập chuyển sang cận chiến. Hàn thiên thần chỉ, mười ngón tay như kiếm, chiêu thức nhằm thẳng vào các yếu huyệt của âm dương lão quái. Còn âm dương lão quái thì dựa vào thân pháp biến ảo, chiêu thức kỳ lạ, tấn công vào hai bên sườn đối phương. Cả hai đầu ra tay cực nhanh, tuy đang cận chiến, dốc toàn lực, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng gió. Cách đánh này quả thật lời hiếm thấy ở trên giang hồ. Bởi vì cả hai đầu dồn toàn lực vào hai trường, chỉ cần đối phương sơ hở, nội lực sẽ lập tức phản phệ. Cho dù là người bằng sắt cũng không chịu nổi một đòn, nên hai người đều không dám lừa là phân tâm. Nhưng mà ở phía bên kia thì lại khác. Minh nhạc thần quân lúc này trường lực phát ra tiếng gió gào thép, lúc thì lại phát ra tiếng vù vù, ra tay mạnh mẽ, hung hãn vô cùng. Linh hư đạo trưởng biết nội lực của mình kém hơn đối phương một chút, nên là không dám đối đầu trực diện. Nhưng thân pháp của hắn nhanh nhẹn, thế tấn công dồn dập, mỗi lần ra tay đều đẩy lùi đối phương mấy bước. Minh nhạc thần quân tức giận kêu oa oa quái dị, nhưng vì chiêu thức của đối phương kỳ lạ, người lại lành lợi, nên nhất thời hắn cũng không làm gì được. Sáu người đang giao đấu kịch liệt, bình cô nương bỗng cảm thấy có gì đó khác thường. Nàng quan sát một lượt rồi quay sang nói với Phương Thiên Vân. Phương Công Tử, Huynh có thấy chuyện đêm nay có gì đó kỳ lạ hay không? Phương Thiên Vân đảo mắt. Đúng vậy, theo ta thấy, vị Hoàng Phủ Tiền Bối và vị Đạo trưởng kia võ công có vẻ kém hơn đối phương một chút kỳ lạ là họ đã dùng lệnh bài không chữ mời đến không ít cao thủ võ lâm vì sao vẫn chưa ra tay giúp đỡ bình cô nương nói ta cũng nghĩ vậy có lẽ là có biến cố gì đó nàng bỗng nhiên nhớ đến chuyện trên con đường hẹp trong lòng chấn động thầm nghĩ vừa rồi nếu không phải võ công của ta và phương thiên vân cao cường e rằng chúng ta đã bị mất mạng hơn nữa dọc đường đi thi thể la liệt chắc chắn là do minh nhạc lão ma đã răng bấy ở ngọc trụ phòng những cầu thủ của cô luôn phái mời đến đều đã bị ám toán nghĩ vậy nàng không khỏi dùng mình đúng lúc này ba tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết giữa những tảng đá lởm chởm ba bóng người loang loạng chạy ra ba người này đầu máu mè đầy mặt loang loạng bước tới rồi bịnh một tiếng ngã lăn ra đất chuyện bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đặc biệt là hàn thiên thần chỉ linh hư đạo trường và hoàng phủ cư sĩ đang giao đấu bọn họ càng thêm chấn động nhưng do đối thủ đều là những kẻ thù mạnh nên tuy trong lòng kinh hãi họ cũng không dám phân tâm phương thiên vân và bình cô nương liếc mắt nhìn không khỏi giận mình mắt họ bỗng nhiên lóe lên tia nhìn căm phấn oán hận Thì ra trên đầu của ba người vừa bị giết kia mỗi người đều cắm một thanh cốt huyết kiếm nhuốm máu đỏ tươi cốt huyết kiếm lại xuất hiện hơn nữa lần xuất hiện này lại rất là đáng sợ bí ẩn tuy phương thiên vân và bình cô nương có nhãn lực tình tường nhưng cũng không thể nào nhận ra người ném kiếm đang ẩn nấp ở đâu nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ kẻ ném kiếm kia chắc chắn có liên quan đến minh nhạc thần quân nếu không hắn ta sẽ không đột ngột xuất hiện lúc này gió lạnh gào thét mây đen che kín bầu trời. Ngọc Trụ Phong bỗng nhiên chìm trong bầu không khí u ám căng thẳng. Chỉ trong nháy mắt, ngay khi ba người kia bị giết chết, một bóng người bỗng nhiên lao ra từ giữa những tảng đá. Người này thân pháp kỳ lạ, nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn ta vùng hai tay đã bay lên không trung. Tuy người này thân pháp rất là nhanh, nhưng Phương Thiên Vân vẫn nhận ra hắn ta là người tóc tai bù xù, dung mạo rất là giống ông nội. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động. Hắn nhớ đến tên ma đầu độc ác ở bờ sông sinh tử, không khỏi buột miệng. Chẳng lẽ là hắn tàu? Ừ? Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bóng người vừa bay lên không trung kia đã nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bình cô nương nghe Phương Thiên Vân lầm bầm, hình như là biết người vừa biến mất kia là ai, không khỏi hỏi. Huynh biết người vừa biến mất kia là ai sao? Phương Thiên Vân đáp, hình như là ngũ bộ truy hồn giả mạo bình cô nương giật mình. Sao, Ngũ Bộ Truy Hồn còn có kẻ giả mạo ư? Tuy nói vậy, nhưng mà trong lòng của nàng ta lại rất ngạc nhiên. Nàng biết Ngũ Bộ Truy Hồn là cao thủ võ lâm kỳ lạ, kẻ dám giả mạo ông ta chắc chắn là một tên ma đầu tàn nhẫn độc ác. Chính vì vậy, nàng cảm thấy võ lâm sắp sửa có một trận tai họa. Phương Thiên Vân nói, đúng vậy, hắn ta quả là một tên ma đầu độc ác, nhưng mà theo ta biết hắn ta không liên quan gì đến thành cốt huyết kiếm kia. Bình cô nương vốn nghĩ rằng ngũ bộ trì hồn giả mạo kia chính là kẻ đã ném cốt huyết kiếm. Nghe Phương Thiên Vân nói vậy, không khỏi giận mình hỏi. Sau hình biết, hắn ta không liên quan gì đến cốt huyết kiếm. Phương Thiên Vân đáp, không chỉ không liên quan, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Sau đó, hắn kể lại chuyện cốt huyết kiếm mời truy phong tàu đến bờ sông sinh tử gặp ngũ bộ truy hồn giả mạo. Bình cô nương nghe xong, thầm nghĩ, chuyện này thật là khác thường. Chẳng lẽ kẻ sử dụng cốt huyết kiếm biết ngũ bộ truy hồn giả mạo kia là ai? Nếu không, tại sao hắn ta lại làm vậy? Xem ra, kẻ sử dụng cốt huyết kiếm còn gian xảo, độc ác hơn cả ngũ bộ truy hồn giả mạo. Bỗng nhiên, một bóng người lại xuất hiện ở giữa những tảng đá lởm chầm bóng người này thân pháp cực nhanh, chính là bay từ hướng ngũ bộ truy hồn biến mất lúc nãy. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động, nhìn kỹ, thấy bóng người kia tóc tai bù xù, thân pháp cũng giống hẹn ngũ bộ truy hồn vừa biến mất. Chỉ là người này gầy trơ xương, rõ ràng không phải là ngũ bộ truy hồn. Phương Thiên Vân thầm kêu kỳ lạ, thầm nghĩ, sao lại có nhiều người giống nhau như vậy, chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn nhầm. Thực ra Phương Thiên Vân không hề nhìn nhầm, bóng người vừa biến mất kia chính là ngũ bộ trùy hồn xuất hiện ở bờ sông sinh tử. Ngũ bộ trùy hồn đến Ngọc Trụ phòng không phải là do trưởng môn quân luôn mời, cũng không phải là đồng bọn của Minh Nhạc Thần Quân. Hắn ta đến đây là do nghe thấy tiếng đánh nhau. Với thân pháp cường nhanh, hắn ta như bóng ma ẩn nấp giữa những tảng đá, nín thở, tập trung quan sát cuộc chiến. Nhưng mà hắn ta vừa mới nấp được một lúc, bỗng nhiên thấy cách đó mấy trượng có tiếng gió thổi vạt áo rất là nhỏ. Tuy tiếng động rất nhỏ, nhưng ngũ bộ truy hồn vẫn nhận ra như những những tảng đá lởm chởm kia có cao thủ võ lâm ẩn nấp. Nhận định tình hình, hắn biết trưởng môn quân luân và minh nhạc thần quân đều đã mời không ít người đến trợ giúp, nhưng hắn không coi những người này ra gì. Cho dù hai bên liên thủ cũng chưa chắc đã đỡ được một chiều của hắn, nên hắn không để ý đến tiếng gió thổi vạt áo vừa rồi. Đúng lúc này, tiếng gió thổi vạt áo lại vang lên. Cùng với tiếng gió, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo là tiếng ngã xuống đất. Ngũ bộ trì hồn trong lòng khẽ động, không khỏi thầm than, thủ pháp thật là nhanh. Nhưng mà khi hắn đưa mắt nhìn, không khỏi giận mình. Thì ra thành cốt huyết kiếm nhuốm máu kia lại xuất hiện ở đây. Hắn thầm nghĩ, thì ra kẻ muốn hãm hại ta, khiến cho ta bị võ lâm truy sát cũng đang ở đây. Lão luyện như hắn lập tức đoán ra tiếng gió vừa rồi Chắc chắn là do kẻ giả mạo ném kiếm gây ra Hắn liền tung người nhảy lên Nhanh như chớp lao về phía tiếng phát ra tiếng động Hắn muốn xem thử kẻ cầm kiếm kia rốt cuộc là ai Tại sao lại hãm hại hắn Nếu mà thế tấn công của hắn vừa rất là mạnh mẽ Hai tay vùng lên Hắn đã bay đến tảng đá cách đó nằm trường Nào ngờ ngay khi mà hắn vừa bay đến tảng đá Từ phía sau tảng đá bỗng nhiên bắn ra một bóng người màu đỏ với thân pháp cực nhanh vun một tiếng đã lướt ra xa mấy trượng thân pháp nhanh nhẹn này không hề thua kém ngũ bộ truy hồn ngũ bộ truy hồn mắt tinh như là cú vọ tuy bóng người kia lùi rất là nhanh nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một người phụ nữ trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ Thảo nào ả ta dám ngang ngược giờ trò lừa bịp thì già cũng có chút bản lĩnh hắn nghĩ vậy nhưng mà không hề dừng lại ngay khi đối phương lùi lại hắn đã tung người đuổi theo người phụ nữ áo đỏ này thân pháp cũng rất là khá ngũ bộ trì hồn vừa mới động a ta đã nhanh chóng lướt ra xa sáu trượng ngũ bộ trì hồn tự nhiên là không để a ta dễ dàng thoát thân hắn hư lạnh một tiếng đuổi theo hai bóng người nhanh như ngựa bay trên trời trong trước mắt đã vượt qua hai ngọn núi đến một ngọn núi dốc đứng ngũ bộ trì hồn thấy trước mặt vách núi dựng đứng vực sâu thăm thăm không khỏi cười the thé nói. Ờ, ta muốn xem người định chạy đi đâu. Vừa nói, hắn đã nhanh như chớp bay người đến, lặng lẽ xuất hiện sau lưng đối phương. Người phụ nữ áo đỏ đó rất là cảnh giác, thấy trước mặt hết đường, bỗng nhiên xoay người, lướt sang ngang một trường. Ngũ bộ truy hồn cười lớn, thân hình khẽ động, vút một tiếng bay lên trời. Giữa không trung hai tay của hắn giang rộng, như chim bay trên trời, thoát cái đã vượt qua đầu của người phụ nữ áo đỏ, chắn trước mặt ả à ta. Sau khi chặn đường đối phương, ngũ bộ trì hồn đưa mắt nhìn, thấy đối phương đeo khăn che mặt màu đỏ, ngoài đôi mắt đen láy sáng long lánh, không thể nào nhìn thấy gì khác. Ngũ bộ trì hồn hơi ngần người, rồi trầm giọng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Sao lại phải che mặt? Chẳng lẽ không dám gặp người hay sao? Người phụ nữ áo đỏ liếc nhìn ngũ bộ trì hồn, bỗng nhiên cười lạnh. Ta là ai thì liên quan gì đến người? Với vẻ ngoài ba phần giống người, bảy phần giống quỷ của người mà cũng đòi nhìn dung nhan của ta hay sao? <laughs> Thật là nực cười. Nói đến đây, mắt nàng ta lóe lên tia sáng lạnh lùng. Nàng ta nói tiếp. Nói cho người biết, trên đời này, ngoài một người già, không ai có tư cách nhìn thấy dung nhan của ta. Cho dù là phan anh tái thế, cũng không ngoại lệ giọng nói lạnh lùng như là gió rét, như là gió lạnh từ trong hầm băng thổi ra, khiến người ta nghe mà sợn gai ốc. Ngũ bộ truy hồn cười thè thẻ, nhà hàm răng nanh ra cười nói, cái miệng sắc bén của người, thật là dám hỗn sược trước mặt ta ừ. Người phụ nữ áo đỏ không đợi cho hắn nói hết câu, đã cười lạnh, khinh thường nói, đừng có mà ra vẻ ta đây trước mặt ta, người khác có thể sợ vẻ ngoài xấu xí của người. Nhưng ta thì không coi người ra gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt sáng long lanh của nàng ta vẫn không rời khỏi gương mặt của ngũ bộ truy hồn. Ngũ bộ truy hồn cười the thế nói, còn nhãi to gan, dám hỗn xược với ta, mau khai báo sư môn, sau khi xử lý người, ta sẽ tìm sư phụ người tính sổ. Người phụ nữ áo đỏ hờ lạnh, khinh thường nói, hừ, khẩu khí thật là lớn lắm, chỉ cần người thắng được ta, ta sẽ nói cho người biết sư môn của ta, nếu không thì đừng trách ta đấy. Ngũ bộ trì hồn cười thè théo quát lên. Không cho người nếm mùi đau khổ. Người không biết ta lợi hại thế nào đâu. Vừa dứt lời hắn đã lầu đến. Tay phải gầy guộc như là vuốt quỷ vườn ra. Chụp vào mặt cờ người phụ nữ áo đỏ. Thần pháp của hắn nhanh như chớp. Người phụ nữ áo đỏ chỉ cảm thấy trước mắt bóng người lóe lên. Bàn tay sắc bén của ngũ bộ trì hồn đã đến trước mặt. Người phụ nữ áo đỏ giật mình. Vội vàng ngửa người ra sau. Mũi chân đạp mạnh vuồn một tiếng, lùi lại bảy thước. Ngũ bộ trừ hồn cười the thé. Ta muốn xem thử gương mặt nhựa hỏa của người trông như thế nào. Thân hình của hắn lóe lên như là bóng ma bám giết đuổi theo. Tay phải nhanh chóng vươn ra, phát ra một luồng kinh lực vô hình, chặn đường lùi của người phụ nữ áo đỏ. Năm ngón tay trái xòe ra, chụp vào vai của nàng ta. Người phụ nữ áo đỏ còn chưa kịp đứng vững, thế tấn công của hắn đã ập tới, phải biết rằng, ngũ bộ truy hồn không chỉ mưu mô xảo quyệt mà còn rất là thông minh. Hắn biết phía sau người phụ nữ áo đỏ này chắc chắn có kẻ chủ mưu. Chỉ cần khống chế được à ta hoặc là nhìn thấy dù mạo thật của A-ta, à hắn sẽ dễ dàng tìm ra kẻ đứng sau. Vì vậy, hắn vừa ra tay đã thi triển tuyệt kỹ biến hóa khôn lường. Người phụ nữ áo đỏ kinh hái, không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy, khiến nàng không kịp phản kháng, vội vàng xoay người lùi lại nào ngờ nàng vừa động bỗng cảm thấy một luồng lực vô hình mạnh mẽ ập xuống thân hình của nàng đang di chuyển không thể nào nhúc nhích người phụ nữ áo đỏ kinh hãi á lên một tiếng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay khi người phụ nữ áo đỏ kêu lên móng vuốt của ngũ bộ truy hồn đã lật ngược chạm vào mặt nàng ta chỉ nghe thấy xoèn một tiếng chiếc khăn che mặt của người phụ nữ áo đỏ đã rơi vào tay của ngũ bộ truy hồn Ngũ bộ trừ hồn nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ áo đỏ, không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng thu tay lại. Thì ra người phụ nữ này xấu xí vô cùng, lông mày rủ xuống, miệng méo, mặt đầy tàn nhàn, hoàn toàn không xứng với đôi mắt sáng lung linh kia, thật là đáng tiếc. Ngũ bộ trừ hồn thu tay lại, trường lực lập tức giảm bớt, người phụ nữ áo đỏ hoàng sợ, vội vàng lùi lại mấy bước. Ngũ bộ trừ hồn cười lạnh nói, <cười> Thì ra dung nhan tuyệt sắc của người là thế này hay sao? Thật là nằm ngoài dự đoán của ta. Nói xong, hắn tiến lên mấy bước. Người phụ nữ áo đỏ giật mình, lại lùi thêm một trượng nữa. Ngũ bộ truy hồn bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười khiến cho người ta kinh hãi. Hắn lạnh lùng nói, ta có chuyện muốn hỏi người. Nếu người thành thật trả lời, ta sẽ hạ cho người. Còn nếu dám dở trò, <laughs> đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Mắt hắn bỗng nhiên lóe lên tia nhìn hung ác, nhìn người phụ nữ áo đỏ, nói tiếp. Mười ngày trước, các người đã mời mười mấy cao thủ võ lầm đến cấm địa ở bờ sông Sinh Tử, mượn tay để mà giết chết bọn họ. Có phải là muốn võ lầm phẫn nộ khiến ta bị truy sát hay không? Người phụ nữ áo đỏ nghe vậy, sắc mặt đại biến. Nàng ta không ngờ kẻ võ công cái thế trước mặt này chính là ngũ bộ truy hồn lừng lấy, không khỏi dùng mình loạng choạng lùi lại ba bước. Ngũ Bộ Truy Hồn thấy nàng ta vẻ mặt kinh hãi, biết nàng ta sợ hãi trước danh tiếng của mình, nhưng mà với sự từng trải của hắn, hắn cũng đoán ra, kẻ ném cốt huyết kiếm ở bờ sông sinh tử chắc chắn là người khác. Hơn nữa, kẻ đó chính là kẻ chủ mưu. Ngũ Bộ Truy Hồn cười lạnh nói: "Chỉ cần người nói ra kẻ chủ mưu, ta sẽ không làm khó người." <laughs> Nếu không Hắn chưa nói hết câu đã cười lớn người phụ nữ áo đỏ cảm thấy tử khí bao trùm, không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại bảy tám bước. Tiếng cười của ngũ bộ chư hồn chưa dứt, bỗng nhiên một tràng cười lạnh lùng như là gió rét vang lên. Cùng với tiếng cười lạnh lùng, một giọng nói ngạo mạn âm trầm vang lên. Ngũ bộ chư hồn, cần gì phải ước hiếp một đứa trẻ, có gì cứ hỏi ta Giọng nói vừa truyền đến, trên không trung đã xuất hiện một vệt đỏ. Giọng nói chưa dứt, bóng người màu đỏ kia như là cầu vòng lóe sáng đã đáp xuống bên cạnh người phụ nữ áo đỏ. Người này thân pháp cực nhanh, khiến ngũ bộ trừ hồn dù có tài năng gan dạ cũng không khỏi giật mình. Hắn liếc mắt nhìn, bên cạnh người phụ nữ xấu xí kia, một người phụ nữ áo đỏ khác đã xuất hiện. Người phụ nữ áo đỏ này cũng đeo khăn che mặt, ngoài đôi mắt sắc bén, không nhìn thấy gì khác. Người phụ nữ xấu xí thấy người phụ nữ áo đỏ đeo mặt nạ đến kịp lúc, trên mặt lộ vẻ vui mừng, buột miệng gọi. Sư phụ! Ngũ bộ chư hồn hư lạnh một tiếng hỏi. <laughs> Người chính là kẻ đã bày ra mưu kế, tính kế hãm hại ta, muốn võ lầm truy sát ta sao? Người phụ nữ đeo mặt nạ cười lạnh. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Giọng nói lạnh lụng ngào mạn, khiến ngũ bộ chư hồn trong lòng chấn động. Ngũ bộ chư hồn cười lạnh. Nếu phải Ta muốn hỏi Vì sao người lại hãm hại ta Tuy nói vậy Nhưng mà trong lòng quán lại nghĩ Nếu họ tìm ngũ bộ truy hồn thật Ta không phải cần liệu mạng với ả à ta Ngũ bộ truy hồn lão luyện Tuy là không nhìn ra người phụ nữ này là ai Nhưng từ thân pháp của nàng ta Hắn nhận ra đối phương là người có võ công cao cường Nên không muốn gây thêm kẻ thù mạnh Người phụ nữ đeo mặt nạ Bỗng nhiên cười lạnh không dám nhận hai chữ thỉnh giáo. Nếu người có hứng thú, ta sẽ chơi với người. Còn chuyện tại sao ta lại hãm hại người, người nên tự hỏi bản thân mình thì hơn. Nói đến đây, mắt nàng ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nàng ta nói tiếp, Người, ngũ bộ trừ hồn, thật sự là tàn nhẫn. Người trong giang hồ, ai cũng muốn giết người mới yên tâm. Đây chỉ mới là bắt đầu. Tất cả đều phải xem số mệnh của người thế nào giọng nói chậm rãi nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng ngạo mạn rõ ràng là không coi ngũ bộ trì hồn lừng lẫy này ra gì ngũ bộ trì hồn biết họ không nhắm vào mình nhưng mà trước khi biết rõ sự thật hắn không thể để lộ sơ hở hắn hư lạnh một tiếng nói thốt tốt lắm người đã nhắm vào ngũ bộ trì hồn ta chắc chắn là người có nổi tiếng sao người không lộ mặt để mà ta xem thử nào người phụ nữ đeo mặt nạ lạnh lùng nói Muốn nhìn thấy dù mạo thật của ta cũng không khó. Nhưng ta có một điều kiện. Phải biết rằng, người phụ nữ đeo mặt nạ này cũng rất là xảo quyệt. Nàng ta biết võ công của ngũ bộ truy hồn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. 60 năm qua, nàng ta vẫn luôn tìm cách giết chết ngũ bộ truy hồn. Để mà đạt được mục đích, nàng ta muốn nhân cơ hội này để mà dở trò. Ngũ bộ truy hồn đảo mắt, hề hề cười. Điều kiện gì? Ta muốn nghe thử xem người phụ nữ đeo mặt nạ cười lạnh. Nếu nửa tháng nữa, vào đêm trăng tròn, ngươi dám đến liên hòa đài, ta sẽ cho người biết ta là ai. Ngũ bộ truy hồn nghe vậy, chợt hiểu ra thầm nghĩ. Thì ra à ta sợ ngũ bộ truy hồn, muốn nhân cơ hội này chạy trốn, sau đó mời cao thủ đến, liên thủ đối phó với ngũ bộ truy hồn. Tuy là đã hiểu rõ ý đồ của đối phương, nhưng hắn vẫn thản nhiên cười lạnh. Người nghĩ ta không dám đến liên hoa đại hay sao? <laughs> cho dù là núi đào biển lửa, ta ngũ bộ truy hồn cũng không sợ. Người phụ nữ đeo mặt nạ thấy kế đã thành công, không đợi cho hắn nói hết câu, đã lạnh lùng nói. Nếu vậy, quyết định như vậy nhá. Ngũ bộ truy hồn lạnh lùng nói. Đừng vội mừng, ta còn có một điều kiện. Người phụ nữ đeo mặt nạ nghe vậy, trong lòng chấn động chừng mắt. Thì ra người ngũ bộ truy hồn cũng là kẻ không giữ lời hứa ngũ bộ truy hồn cười lạnh nực cười ta sao lại kẻ không giữ lời hứa chỉ cần người đỡ được ba chiều của ta ta sẽ đến đúng hẹn phải biết rằng kẻ giả mạo ngũ bộ truy hồn này là một kẻ gian xào tuy hắn không có ý định giết chết người phụ nữ đeo mặt nạ nhưng lại muốn biết nàng ta là ai cho dù không thể nào nhìn thấy dù mạo thật của nàng ta hắn cũng có thể nhân lúc ra tay biết nàng ta thuộc môn phái nào quả nhiên là mưu mô hơn người người phụ nữ đeo mặt hạ tự nhiên là hiểu rõ ý đồ của ngũ bộ truy hồn biết bà chiều này rất là quan trọng nhưng vẫn thản nhiên cười lạnh bà chiều thì có gì đáng sợ cứ ra tay đi nói xong thân hình của nàng ta khẽ động thoát cái đã tiến lại gần ngũ bộ truy hồn cười lạnh một tiếng vùng hai trường áp sát hắn cười thè thé như là quỷ khóc sói trù Chiêu thứ nhất Hắn vừa định quan sát à ta sẽ làm gì Thì hai trường vung lên của à ta Bỗng nhiên hóa thành vô số trường Đánh xuống đầu hắn Chiêu này kỳ lạ biến hóa khôn lường Lại ẩn chứa sát chiêu Thật sự là vừa thần diệu vừa khó lường Người phụ nữ đeo mặt nạ Thấy trường lực của đối phương kỳ lạ Trong lòng không khỏi chấn động Thân hình của nàng lóe lên Nhanh chóng hóa thành nhiều bóng người Nhanh như chớp Lúc lướt trái lúc lướt phải Khiến người ta không phân biệt được Đâu là thật, đâu là giả Thân pháp của nàng ta nhanh nhẹn uyển chuyển Hàng vạn bóng trường vừa tới Nàng đã như con bướm lượn hòa Né tránh, đẹp mắt vô cùng Ngũ bộ trì hồn thấy nàng ta thân pháp nhẹ nhàng Không khỏi thầm khen Thân pháp thật là tuyệt vời Hai trường của hắn đột nhiên lật ngược Mười ngón tay xẻ ra Tay trái đánh vào mặt đối phương Tay phải bỗng nhiên dài ra Đánh vào ngực đối phương hắn biến chiều tấn công nhanh như chớp. Người phụ nữ đeo mặt nạ còn chưa kịp đứng vững, hắn đã nhanh chóng ập đến. Người phụ nữ đeo mặt nạ quả như là kinh ngạc. Sau khi chiêu thức của ngũ bộ truy hồn vừa ập đến, thân hình nàng ta bỗng nhiên nghiêng sang trái, bước chân xoay chuyển như bánh xe quay, né tránh. Ngũ bộ truy hồn vốn định là nhân lúc ra tay để mà xem võ công của đối phương thuộc môn phái nào. Nào ngờ thân pháp của đối phương quá mức uyển chuyển, hắn không thể nào nhận ra lai lịch của nàng. Người phụ nữ đeo mặt nạ trong lòng cũng rất là kinh hãi. Nàng thấy trường lực của đối phương kỳ lạ, biến chiều nhanh như chớp. Nếu không phải nàng đã luyện phiêu trần hồng ảnh đến cảnh giới cao thầm, e rằng đã bị thương rồi. Ngay khi mà hai người đang suy nghĩ, bỗng nhiên một bóng người nhỏ bé xuất hiện từ xa với thân pháp cực nhanh. Hắn ta nấp sau một gốc cây cổ thụ Người này nấp sau gốc cây Tập trung quan sát hai người Tùy ngũ bộ trừ hồn và người phụ nữ đeo mặt nạ kia Đều có tai mắt tinh tường Nhưng mà vẫn không phát hiện ra hắn ta uh, Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Thì uh, đoàn này của bộ truyện Bị uh, thiếu mất một trang Thì uh, cũng do chuyện này là do chuyện bên Trung Quốc Mình uh, lấy về dịch để mà đọc Nên là không thể nào tìm được đoàn thiếu đang ở đâu Cũng uh, mong các bạn thông cảm Và cố gắng cùng hiểu câu chuyện Nàng nghĩ Phương Thiên Vân có thể sẽ giận mình Mình không nên ra tay với hắn Khi mà chưa rõ sự tình Khiến hắn bị thương Vì vậy trong lòng của nàng Không khỏi lo lắng cho Phương Thiên Vân Nàng biết Ngọc Trụ Phong có rất nhiều ma đầu hung hắn Tàn nhẫn ẩn nấp Tuy nàng đã truyền âm cảnh báo hắn Không nên manh động Nhưng Phương Thiên Vân là một chàng trai không hiểu chuyện đời Nếu xảy ra chuyện gì Hậu quả thật là khó lường Nàng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này Càng không hiểu vì sao Gương mặt ngốc nghếch tuấn tú của Phương Thiên Vân Cứ hiện lên trong đầu của nàng Thế là tim nàng đập thình thịch Mặt cũng dần dần đỏ ửng. Tuy nàng cố gắng kìm nén cảm xúc Nhưng không có tác dụng Gương mặt của Phương Thiên Vân cứ hiện lên Chẳng lẽ Mình đã yêu hắn Nàng chưa từng yêu hay? Nàng cảm thấy mình không nên có suy nghĩ này Bởi vì nàng biết Bên cạnh Phương Thiên Vân Đã có hai cô gái xinh đẹp và thuần khiết nhưng trái tim của nàng không thể nào bình tĩnh, càng lúc càng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối với một thiếu nữ mới biết yêu, dù nàng có cao quý hay là lạnh lùng đến đâu, một khi tình yêu nảy nở, trong lòng sẽ dậy sóng, không thể nào kìm nén. Cho dù là yêu thầm, yêu đơn phương hay là yêu cuồng nhiệt cũng đều như vậy. Thần nưng công chúa là một thiếu nữ như vậy, tự nhiên không thể nào đè nén được những cơn sóng tình cuộn trào trong lòng. Tuy nàng cảm thấy mình không nên có suy nghĩ bất ngờ này Nhưng khi gương mặt của Phương Thiên Vân hiện lên Nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào Tuy nàng đã tự hỏi bản thân Vì sao? Vì sao? Những câu trả lời mà nàng nhận được Lại là không biết và không biết Cứ thế nàng vượt qua một ngọn núi Bỗng nhiên một tiếng hét bi tráng vang lên Thần ưng công chúa giận mình Lập tức thoát khỏi biển tình đang cuộn trào trong lòng vốn là người thông minh lành lợi, nàng đã vội vàng tập trung tinh thần. Từ tiếng hét vang vọng đất trời kia, nàng nhận ra đó là tiếng của Phương Thiên Vân. Không khỏi lo lắng, thân hình lóe lên, nhanh như chớp, bay về phía tiếng hét kia.